phải là hàng năm nữa nha quý vị, nó thi đua như vậy đó. Tại vì sắc đẹp con người là một sự nhu cầu rất là cao trong cái nền kinh tế, ai cũng muốn đẹp hết, nhưng mà muốn đứng đầu á, thì không phải là dễ dàng. Mà đứng đầu của chúng ta thì có những cái tiếng, danh tiếng rất là nổi tiếng. Cái hồi xưa nổi tiếng là tại vì họ tranh bá dùng bằng chữ ngữ và hình ảnh xâm nhập vào bộ mắt của con người, ai có nhiều tiền người đó sẽ nổi tiếng. Nhưng mà ngày hôm nay thì sự thật mà tôi mãi nói là cái kỹ nghệ nó lên rất là cao. Chúng ta chỉ cần mua đúng cái sản phẩm và có cái tên tuổi và cái phẩm chất thôi, chỉ cần cái phẩm chất của nó đặt đề ra rõ ràng thì quý vị sẽ được thấy được và đem tới cái bổ ích cho cơ thể của mình, và cái hiệu quả tốt cho cơ thể của mình. Ngày hôm nay tôi mà gửi đến quý vị là serum tế bào gốc serum vàng 24, rất là đặc biệt là trong đây nó có tinh chất vàng 24 nguyên, là 99% cần thiết nha vàng quý vị 24 nha. của quý vị. Đó. Quý vị thấy là serum tế bào nó có nhiều cái tinh chất vàng cao cấp do Choion War Zhu 24 vàng, 24K là vàng 24 nữa quý vị. Tác dụng chống nhăn đó, cái này chuyên môn là nó dùng đó, là làm cho da nó có độ ẩm cao, và khi có độ ẩm cao đó, là tự nhiên mình không có bị nhăn da, cái da mình lúc nào cũng được mịn màng và nó đều căng ra hết thưa quý vị. Và trong đó thì nó có nhân sâm calcus nuôi dưỡng và tăng cường cái làn da của mình, và đồng thời chứa chiết xuất hoa sen và cái adenosine và tạo thành cái chất bôi trơn trên da khô và giúp cải thiện cái nếp nhăn của mình. Đó là hoàn toàn nói đúng, phải không? Đúng không? Về vì sơ tế bào gốc là phải như vậy. Mà trong đó có một cái thành phần đặc biệt, đó là nó có cái tinh chất hoa sen và cộng thêm cái tinh chất vàng 24. Nó có nhân sâm nữa kìa. Đó. Wow. Thấy không? Là cái chai này á, là nó không phải ngoài cái tế bào gốc ra, cái serum ra, mà nó còn tổng hợp những cái sản phẩm cao cấp để mà đem lại cái kết quả tốt cho cái người người tiêu người cái người dùng nữa quý vị. Và cái cách sử dụng rất là đơn giản, sau khi sắp xếp cái kết cấu da bằng nhựa cây, lấy một cái lượng thích hợp và hấp thụ như thế ở trong cái massage lên cái mặt và cái cổ mình, thoa giống như mình Thoa lên. lăn đó Dạ quý vị. vâng. Nếu mà quý vị nào mà có cái cây cây LED nữa đó, thì nó sẽ đẩy cái tinh chất này vào cái da của mình, nó Nó thẩm thấm xấu sâu thấu vô. hơn nữa Dạ thưa quý vâng. vị nha. Đó, nó giúp cải thiện cái nếp nhăn trên da nè. Đó, công suất sử dụng là lấy một lượng tích hợp trong cái ngón tay của mình đủ rồi, bằng được rồi, và chải đều trên 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 da của mình thưa quý vị. Thành phần dưới đồ quý vị viết là nó có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thành phần. Trong đó là nó có chiết xuất rễ cây Phoria và cái lốc Bata, và chiết xuất Syngonia petta và cái tên là Tenofolia, và chiết xuất rễ cái Clysia nhiều quá. Và mà sao, tại sao lại có một cái lại tại sao nó được gọi là có cam thảo nữa? Quý biết cái cam thảo nó đóng một vai trò là làm cho ấm người, làm cho chúng ta không có bị đau nhức. Thì như vậy là cái sản phẩm này trong này nó có cái cam thảo là để nó giữ cái độ ẩm Đúng rồi, rất là cao thưa quý vị. vì vậy mà nó mới cải thiện được cái nếp nhăn. Nếp nhăn mà là tại da mình khô, nó không, nó thiếu cái độ ẩm đó anh Tuấn Mã. Thì khi mà mình xài cái loại mà serum tinh mà tinh chất là tế bào gốc này, rồi có vàng 24 này, nó phối hợp với nhau rồi cùng với nhiều là nhân sâm, rồi bao nhiêu là chiết xuất từ rễ cây, rồi rễ cây này rễ cây nọ, như là trên cái màn hình quý vị nhìn thấy rằng là nó tổng hợp lại như vậy, nó cho chúng ta dưỡng da rất, nó giữ được cái độ ẩm rất là cao. Mà vì vậy mà chúng ta mới cải thiện được cái nếp nhăn đó, rồi từ từ da chúng ta sẽ săn chắc mịn màng trở lại, nó không còn nhăn, nó không còn bị chảy xệ nữa đó. Nó có rất là nhiều loại rễ cây và dược Đúng thảo vậy. khác nhau, và trong đó có một cái Depolin Glycol C
1598 và 15985 phẩy si và 19140 anti-glycerin là giúp cho cái kích thích, nó tạo nhiều cái kích thích cho cái làn da của mình, thưa quý vị. Hay quá. Như cái sản phẩm này là mình sử dụng, mình apply nó tới đâu á là quý vị sẽ cảm nhận được. Nó săn nha. Lên liền, nó săn chắc lên liền. Đúng rồi, nó sẽ cảm nhận được liền. Đó thưa quý vị nha. Nhưng mà quý vị đừng lo, tại vì cái này á, là Tú Mã sẽ đem đến cho cái quyền lợi của đầu cái tuần đầu của năm 2024 để cho quý vị được có một năm được đẹp, để năm sau chúng ta lại càng đẹp hơn nữa, và mỗi ngày chúng ta càng được đẹp hơn nữa, thưa quý vị nha. Cái chai này Tú Mã đặc biệt gửi đến cho quý vị nha. Đó, này là thuộc loại và premium rồi. Cái này nó gọi là serum tế bào gốc vàng 24 premium, là một loại hạng thượng hạng, thưa quý vị nha. Cái chai này trị giá là 175 đồng, chúng tôi sẽ bán cho quý vị sau này là 98 đồng nha. 98 đồng. Hôm nay Tú Mã đặc biệt là gửi cho quý vị cái chai serum vàng 24 này. Tú Mã nói thật ra, Tú Mã đọc xong rồi Tú Mã nói là phải bán ít nhất phải trên 150 thì mới có giá trị được. Nhưng mà Tú Mã luôn luôn đều có một cái điều là giới thiệu sản phẩm là để cho người Việt Nam của chúng ta biết được nhiều sản phẩm tốt trên thế gian này, và cũng như là tiết kiệm được đồng nào thì chúng ta có thêm đồng đó để mà hỗ trợ cho chúng ta trong cuộc sống nha, vừa làm đẹp và vừa tiết kiệm nữa. Hôm nay Tú Mã đặc biệt, ai là người may mắn sẽ Tú Mã chỉ có ba hũ đầu tiên để mà đem được cái giá này nha. Rồi, cái này là quá rồi. Tốt đi. Hello, đặc biệt cho em cha đó. Đó rồi, chị rồi. Hạnh nè, đặc biệt cho em nha. Đặc biệt chắc rồi, chắn cho chị Hạnh nha. Chắc chắn luôn, chị Hạnh có giá đặc biệt là tất cả mọi người sẽ có đặc biệt theo luôn nha. Chị đúng rồi. Rồi bây giờ cho giá luôn nè. Bây giờ gửi đến cho khách hàng của mình với một cái giá rất là đặc biệt nha. Tất cả đều tốt với anh hết. Cho rồi. Nên là anh cố gắng làm là không có sao hết trơn. Đúng vậy, dạ, chắc chắn luôn. Cảm ơn cái sự tốt ơn. Đến cuối năm là mua mai bán đắt hết. Rồi. Tiền vô trong nước luôn đó mà không có cho tiền ra. Đúng rồi, không cho ra là bị quýnh rồi nha. Okay. Nha. Rồi. Rồi, cảm ơn chị Hạnh mở đầu cho cái serum vàng tế bào gốc này cho quý vị nha. Một cách rất là dễ thương. Là dạ. không bao giờ cần biết là giá là bao nhiêu. Tại vì tin tưởng mà xài biết bao nhiêu sản phẩm của hơn xuất viên mình nào rồi. Cũng đặc biệt. Tôi mà muốn chia sẻ một điều là tiền vô như nước, dạ. Tiền ra giọt giọt như giọt cà phê. Nhưng mà tôi mà nói là tiền vô như nước, tiền ra ào ào. Cái tiền ra ảo Tú Mã là chỉ có đem lại cho khán giả được quyền lợi, đó là giá rẻ. Đúng rồi. Thay vì mình kiếm lợi nhiều quá thì mình sẽ đem cái phần lợi đó lại cho khách hàng của mình, là chia sẻ lại để cho khách hàng của mình được có giá tốt. Ngày hôm nay Tú Mã giữ cái lời nói của mình và cũng như lời chúc của khách hàng, Tú Mã sẽ đặc biệt đem đến cho quý vị một cái giá trong cái tối ngày hôm nay chỉ có 64 đồng 50 cent mà thôi nha quý vị nha. 64 đồng 50 cent. Quý vị đó, cái chai cần cái chai này cho quý vị 64 đồng 50 cent thì Tú Mã đặc biệt dành cho ba vị khách đầu tiên, là Tú Mã sẽ tặng cho quý vị cái chai này bao nhiêu ml vậy? Cái này như ba bữa hôm kia là 30 ml. Không biết. Phần nó có thấy mà kiểu đúng rồi 30 ml. Cần chai còn này 100 mấy lận này là rất là cao. Cái chai 30 ml này 50 ml là trị giá cái này 50 ml 45 đồng nha. Cái trị giá là 45 đồng cho, đúng rồi, nó có đề nè, 45 đồng cho ba chai cho 30 ml. Còn cái chai lớn này là 150 ml. Đúng, hơn là 50. Cái này 50 ml. 50 à? 50 ml. Wow, tại này nó nhỏ nè. Đúng rồi, 50 ml và này 30 ml. Wow. Để mình đi travel, mình có thể mình đi đâu mình đem. Đúng rồi, quá là tốt luôn. Dạ, Tú Mã, bây giờ lỡ rồi nha. Dạ. Và quý vị mua một chai lớn như vậy
tôi mãi sẽ tặng cho quý vị chai nhỏ này 30ml nha quý vị nha. Đó. Đó, tặng miễn phí cho quý vị nha. Đó, hai chai hôm nay quý vị là mua được chai lớn, được tặng chai nhỏ 30ml, mua một chai tặng một chai 30ml với trị giá chỉ có 64 đồng 50 cent thôi quý vị. Giá thường có 175 đồng, mà sau này trong tiệm bán ở trong tiệm sẽ là 98 đồng. Xin lưu ý nha, mà cũng không được tặng cái chai này nữa. Hôm nay Túc Mã bán để dành cho quý vị là hai, là mua một chai lớn nha, tặng một chai nhỏ, và trị giá của nó đang bắt đầu sale chỉ có 64 đồng 50 cent mà thôi. À, Túc Mã muốn gửi đến cho quý vị một cái sự bất ngờ này. Đó, xin quý vị gọi vào số điện thoại trên màn hình là 714-290-5902 và 408-499-7523. Số lông vàng, mà quý vị mua một chai lớn được tặng thêm một chai nhỏ 30ml luôn, thay hồi chúng ta xài nha quý vị. Đây là tế bào gốc với nhân sâm và nhiều như là dược thảo khác nha quý vị. Dạ alo, Mỹ Lan nghe ạ. Quá rẻ, là quá rẻ quý vị. Dạ, quá là rẻ luôn. Thử đi, chị này là serum. Quá là rẻ. Cái này là serum, nó thẩm thấu tốt hơn là cả cream nữa. Dạ, chị dùng serum đi, nó thẩm thấu vào. Dạ alo. Dạ, rất là tốt. Dạ, dạ đúng cảm rồi. Ơn chị. Mua một chai tặng chai nha. Tặng chai nhỏ luôn. Dạ, dạ, cảm dạ ơn rồi. Chị nha. Mai ra giùm em ha. Là mở cửa 10 giờ sáng nha. Dạ, xài thử đi chị, cái này là của Hàn Quốc đó chị. Tốt lắm. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, Mỹ Lan nghe ạ. Dạ, chào chị. Dạ, alo. Lấy một chai ha. Dạ rồi, đúng đúng rồi chị. Dạ, tặng dạ. Cho chai nhỏ luôn. Dạ, được rồi. Rồi. Dạ đúng rồi, mua một chai tặng một chai. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Mà rồi, cảm ơn. Đó quý vị nha, quý vị mua một chai tặng một chai quý vị nha. Chỉ có 64 đồng 50 cent mà thôi. Giá cực kỳ tốt quý vị. Mình lấy chuyện nhân sâm đó chị. Nhân sâm đó. Rồi còn tới màu gốc nữa. Rồi, cảm ơn chị lấy một chai ha. Tặng chị chai nhỏ ha. Chai nhỏ cũng 3 hello. Hơn phân nửa nữa. Có những chai rưỡi rồi. Dạ được. Dạ rồi, cảm ơn chị ha. Dạ. Dạ. Rồi. Gọi đầu đây quý vị ơi, 714-290-5902 và 408-499-7523. 64 đồng 50 xu được tặng thêm một chai nhỏ 30ml, còn hơn phân nửa luôn nha quý vị nha. Cái này nó sẽ làm cho quý vị căng da, dạ rồi, nhiều độ ẩm, làm sáng da và cho cái da mặt của mình nó được săn lên nha quý vị nha. Nâng cái da mặt mình lên. Hôm nay đặc biệt là chỉ có giá đặc biệt tối nay mà thôi. Dạ rồi, quý vị mà mua một chai lớn được tặng một chai kèm theo với trị giá là 64 đồng 50 cent, giá thường 175 mà quý vị sau này mua là 98 đồng. Hôm nay đặc biệt gửi đến quý vị là 64 đồng 50 cent, là mua một chai lớn tặng một chai 30ml đi kèm theo thưa quý vị. Gọi chưa ơi, gọi vào ngay nha quý vị. Đây là một cái sản phẩm của Hàn Quốc nha quý vị, serum nha quý vị. Hello. Serum tế bào gốc của rồi vàng 24 carat, 99.9% vàng nha quý vị. Vàng thật nha quý vị, đây là một cái sản phẩm giúp cho da chúng ta rất là đẹp, để cho chúng ta ngăn ngừa những nếp nhăn, mờ đi những nếp nhăn nào hiện có, làm cho sáng da, trắng da, quý vị đang có những cái đồi mồi tàn nhang, nó cũng làm cho nó mờ đi, để cho chúng ta một cái làn da mới, tái tạo làn da mới như quý vị. Với cái bộ gốc này từ dòng serum sẽ giúp cho chúng ta tái thành một làn da mới, chống lại sự lão hóa và chống lại cái sự chảy xệ của da, làm da chúng ta săn chắc tuyệt vời nha quý vị. Đừng bỏ qua cơ hội này. 714-290-5902 và 408-499-7523 nha quý vị. Hello. Dạ. Dạ rồi à. Ngày mai ra nha. Dạ rồi. Rồi lấy một chai tặng một chai nha. Rồi cảm ơn ạ. Hello. Dạ. Dạ rồi. Rồi ngày mai ghé nha. Rồi cảm ơn cô. Rồi cảm ơn cô ạ. Thưa quý vị, là trời lạnh á, chúng ta xức serum vàng 24 này. Cái này là serum vàng 24 tế bào gốc nha quý vị. Mà trong đây nó có nhiều cái tinh chất tổng hợp rất là cao cấp, và nó có sự kích thích rất là mạnh để mà cải thiện cho cái làn da chúng ta được liền. Xin quý vị hãy đón vào, đón về để mà chúng ta có một cái, để mà chúng ta có một cái sản phẩm để mà làm cho chúng ta được cái da mặt được đẹp, được tăng thêm được nhiều cái vẻ đẹp trên làn da của mình, và tránh đi chúng ta da mặt chúng ta bị sệ, bị nhăn, nhó, vân vân thưa quý vị nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bây giờ hết cái sản phẩm này rồi.